Thiên Toại, Linh Thư thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Bạn và Thù, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Roma, chương 12, từ câu 17 đến hết câu 21, bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Nhưng nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn. Nếu đang khát, hãy cho họ uống. Vì làm như vậy, khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Câu gốc hôm nay được chép trong Roma, chương 12, câu 18. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Học giả Kenneth Bailey kể về vị lãnh đạo của một quốc gia châu Phi nọ luôn học cách duy trì một thái độ hiếm có trong cộng đồng quốc tế. Ông đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với cả Israel và các quốc gia xung quanh. Có người hỏi làm sao để đất nước ông duy trì sự cân bằng mong manh này. Ông trả lời, chúng tôi chọn bạn bè của mình, chúng tôi không khuyến khích bạn bè chọn kẻ thù cho chúng tôi. Đó là một tư tưởng khôn ngoan và thật sự thiết thực. Những gì mà đất nước này thể hiện trên quy mô quốc tế cũng chính là điều mà sứ đồ Phao-lô khích lệ các độc giả thực hiện trên phương diện cá nhân. Trong bản mô tả dài về những đặc điểm của một cuộc đời được Đấng Christ biến đổi, ông viết, nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Ông tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng trong cách chúng ta đối xử với người khác bằng việc nhắc nhở rằng ngay cả chúng ta đối đãi với kẻ thù mình cũng phản ánh đức tin, sự nương cậy nơi Chúa và sự chăm sóc của Ngài. Không phải lúc nào cũng có thể sống hòa thuận với mọi người, nhưng trách nhiệm của các tín hữu như chúng ta đã phải để cho sự khôn ngoan của Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta, hầu cho chúng ta gắn kết mọi người xung quanh với tư cách là những người hòa giải. Liệu còn có cách nào tốt hơn để tôn vinh Chúa bình an? Trong môi trường nào bạn đã phải vật lộn để sống hòa thuận, việc chủ động trở thành người hòa giải có thể đem ơn điển vào xung đột ra sao? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Cha kính yêu, con đã chống nghịch Ngài, nhưng Ngài đã gọi con là bạn. Xin giúp con trở thành người hòa giải, để con cũng có thể bày tỏ ơn điển ấy cho người khác. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với UDB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.